thành giờ đây cô đơn phải không? Cùng anh về bên dòng sông, hòa tiếng ca đón đưa câu hò. Anh đang mong cầu trời cao cho ta quen biết nhau, để ta biết hẹn thề rước nàng về làm dâu. Quê hương anh có hai mùa mưa nắng, có bờ đê bên bờ bên lỡ phù sa. Thấy thương cô nàng đôi giày cao gót da trắng, lỡ theo anh về chuyện thương chịu khó như người ta. Người ta gọi anh thằng khờ hỏi tại sao, rồi nghe trái trội khờ mơ mộng có làm sao. Không để yên vui thì giấc mơ có là bao. Nghe tiền người luôn giật chắc nhưng mà tình cảm và nhân phẩm từ sau thấy là rất là già. Thích quá à. Anh khờ ơi, đẹp quá à. Anh khờ thấy cũng bình thường thôi mà. Không có bình thường đâu anh, đẹp lắm luôn á. Xanh mơn mởn à, mướt thì cả mướt nữa. Xanh mơn mởn luôn hả sao Mai? Đúng rồi. Cuối cùng cũng có người thấy được nét đẹp khờ khờ của mình rồi. Anh nói gì vậy? Thì sao Mai khen anh khờ đẹp. Em đâu khen anh đâu. Cứ khen gì đẹp mà. Em nói đồng lúa xanh mơn mởn mà. Vô duyên. Con gái vô duyên. Làm nãy giờ tưởng đâu khen người ta đẹp, tỉnh tỉnh lại luôn rồi. Mệt anh quá à. Ủa mà sao đi nãy giờ em chưa thấy tới, giờ gần tới chưa? Anh đi đúng đường không? Em mệt lắm luôn rồi đó. Khờ đi đúng đường luôn rồi á. Anh Đạt chỉ khờ là cứ đi thẳng, thẳng 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 bờ đê này nè, là về tới nhà của ba má nuôi à. Mà sao anh Đạt không đi chung mình vậy? Anh Đạt nói là anh Đạt kẹt công chuyện, ngày mai anh Đạt mới về được. Anh Đạt kêu khờ với sao Mai về trước đi. Thiệt á, ấy chỉ có anh Đạt đi chung rồi giờ này về tới nhà rồi. Ủa mà anh về đây lần nào chưa? Trời, sao Mai nghĩ anh khờ về lần nào chưa? Cười như vậy chắc là chưa về hả? Đúng rồi á, đi đi tiếp đi. Em mệt lắm luôn rồi đó Khởi. Sao Mai sao hả? Mệt quá anh Khởi, tới chưa vậy? Sao Mai mệt lắm hả? Chắc cũng là gần tới rồi á. Gần tới của anh là thấy đi ngoài cũng chưa tới luôn á. Có cái quán nước kìa. Hay là anh khởi là sao Mai lại uống nước cho khỏe lên cái mình đi tiếp nha. Đi nghỉ mệt đi, em mệt lắm rồi. Không đồng có nội ơi, anh yêu em quá. Sao em trả lời anh vậy? Có gì nói cho anh biết đi. Thấy cưng quá. Tôi ghét quá đi ạ. Cuộc đời anh mà không có em, không biết anh sống sao nha. Sao Mai uống gì vậy? Em uống rau má, anh khờ uống gì? Uống rau má với xin tối đi cho mát người. Nhóc ơi, cho anh 2 ly rau má đi. Kêu ai nhóc à? Ý, già dữ. Dạ, con chào ông. Lên tới ông luôn hả? Chứ gọi bằng gì? Kêu anh được rồi. Buôn bán mặt phải tươi vui lên, sao căng thẳng quá vậy? Mày là thằng thứ 10 kêu tao bằng nhóc. Ai biểu nhỏ con chi? Ủa nhỏ có tội hả mày? Nhỏ con mà còn chơi chó nữa. Tao chơi với con chó. Xin lỗi. Ê. Dạ. Chưa đã nghe ông để ý. Đậu đậu phòng tân tân à. Sao Mai, đậu phòng tân tân này là món ăn khoái khẩu của anh Khờ từ lúc nhỏ xíu xíu luôn á. Khờ cũng mới ăn đậu phòng nữa hả? Trời ơi, anh Khờ mê ăn đậu phòng tân tân lắm, ngon. Khoái đậu phòng phải không? Khoái lắm. Ủa, mà ở đây cũng bán đậu phòng tân tân nữa hả anh? Trời vô duyên vậy. Ở tiệm tạp hóa nào cũng bán đậu phòng. Ở đây có đậu phòng tân tân luôn. Có nhiều vị lắm nè, vị gà, vị tôm, vị BBQ, nước cốt dừa đó, từ từ. Biết quảng cáo cái ghê luôn á. Buôn bán mày quảng cáo người ta mới biết mới mua cho mày.
tận dụng giỏi à. À, nhưng mà thôi, Khơi thích ăn nước cốt dừa hơn. Thích phải không? Ừ. Lấy đi. Lấy nước nha. Uống gì? Rồi không nghe. 2 ly không má. À quên, xin lỗi. Ngồi đi. Ngon lắm mẹ. Quên, sao mai ăn trước đi. Ngon. Ê, chân ly đâu má rồi? Ủa, nay rồng ghé nhà tôm nha. Chờ làm cho hai bên kia xong rồi tới mình nha. Ờ. Ngon ăn chân mai. Ủa, hử gì chứ à? Ở bên kia có một người á, em nhìn giống như là trợ lý đoàn phim vậy anh. Trợ lý đoàn phim nào? Trợ lý đoàn phim anh Di Cá đó, anh nhớ không? À, cái thằng cứa mà lùng, cái răng hô, hai chữ diễn viên quần chúng đúng không? À, đúng rồi, em nhìn như ảnh vậy á. Chắc không phải đâu, sao mai nhìn lộn rồi á. Trời đất ơi, hên quá. Tụi nó mà nhận ra mình chắc mình xui xẻo nữa. Theo mai biết làm sao bị nhìn lộn không? Sao vậy? Tại vì anh Khờ nghe nói á, đằng Khứa nó chết queo rồi. Ủa sao chết anh Khờ? Bị diễn viên quần chúng quýnh chết. Trời. Vì cái tội chửi nhiều quá. Thiệt không vậy? Bữa nào anh Khờ ghé nhà thắp nhang cúng. Đứa nào đồn ác miệng vậy trời. Đưa tôi lên bàn thờ luôn. Ngon lắm. Dạ tới rồi. Mời. Cảm ơn anh. Cái hình ảnh này mới là thằng nhóc à. Không có vui nghe. Thấy nhã lân tân đúng nghĩa nhóc ác luôn á. Hồi nãy ủng hộ là tôi vui, ra nói chút ác là không có vui được à. Anh tên gì vậy? Trơn thùng ATM. Ủa sao tên gì nghe giống tên ca sĩ quá vậy ta? À đúng rồi, tôi idol thằng đó lắm, mê nó lắm mà. Nó ra bài nào tôi thuộc hết bài đó nha. Ừ, giữ ngày ta. Chứ sao? Anh Sơn Thùng biết hát luôn hả? Giỡn hoài. Hát nghe chơi. Cũng nghe phải không? Hát chào cho anh. Hát chào cho anh. Hát chào cho anh. Yeah. Tôi xong mà. Ca sĩ người ta hát hay, nhảy đẹp. Ờ. Còn anh nhảy giống như bị tai biến. Đi mày. Em sai. Xu chiên quá. Chúc ngon miệng. Cảm ơn anh. Buồn quán mà cũng vui dữ. Rồi. Hả? Chống khui có mỏi không? À, không, đứng uống buffet quen rồi. Quán tôi đâu phải buffet đâu, có bàn ghế lại ngồi đi. Thôi được rồi. Thì đi trốn lẹ chứ mà còn gặp tụi này hồi xui nữa. Ê! Đi vậy? Thấy không? Gặp đó là xui à? Ủa? Anh trợ lý! Anh trợ lý! Ui! Mày sắp vô hồi tao xui nữa. Đến đây cũng được gặp anh trợ lý nữa. Đúng rồi, gặp tao đâu có mong gặp mày đâu. Ê, xí. Cho hỏi ai là trợ lý vậy? Ảnh á, trợ lý đoàn phim. Dạ. Hả? Nhờ bước qua đây kìa. À. Cái gì vậy? Mày xạo tao hả? Mày xạo với tao hả mày? Hả? Mày hả? Mày xạo hả? Thấy không? Tự chứ. Tao gặp mày là tao bị đánh nè. Không với mày nữa nè. Mày dám lừa gạt tình cảm của tao ha? Ban đầu mày nói mày là đạo diễn, cuối cùng bây giờ mày chỉ là thằng trợ lý. Làm hôm nay tao cho mày uống rau má miễn phí. Ha, bây giờ tao cho mày ra máu. Mày nghĩ trợ lý rồi. Nghĩ làm trợ lý hả? Đúng là trợ lý hả mày? Nhưng mà làm đạo diễn. Mày, đạo diễn. Ủa, lên đạo diễn hả? Lố rồi đó. Đánh ta quá trời luôn. Tại mày á. Về tìm ý tưởng làm phim, ta chưa kịp làm phim chứ bộ. Không nói sớm. Anh trợ lý, anh còn sống nhăn răng à.
Vậy mà giang hồ đồn nó là trợ lý chết queo rồi. Dạ. Lên bàn thờ luôn. Ai đồn? Mấy bạn diễn viên quần chúng. Cái đó tại tụi nó ganh tị với người thành công mày hiểu không? Đồn bậy vậy thôi chúng có. Nhưng mà nè, Khờ nghĩ anh nên chết thiệt đi. Xíu mà bơm muối gạo. Xíu mà bơm muối gạo mà nó dựng xui quá Khờ ơi. Gơm bùm bùm muối gạo, gơm bùm bùm muối gạo. Bùm queo. Tôi thấy ghê quá thật. Đứng ngồi dính muối gạo mày chết nữa. Anh trợ lý gặp Khờ anh sợ lắm. Nhìn anh tội nghiệp ghê luôn á. Nhìn anh trợ lý tội nghiệp. Tội nhiều mà nghiệp cũng nhiều nữa. Thôi giờ tính tiền đi gì. Em mệt lắm luôn rồi, em đuối lắm rồi, em đi hết nổi rồi, bây giờ tìm cách gì thôi em Khờ. Tội nghiệp sao mai quá à. Thôi, được rồi. Bây giờ em sẽ điện thoại, em hỏi anh trợ lý đoàn phim. Anh ở đây chắc chắn là anh sẽ biết được. Đợi em xíu. Chào anh Khờ, Khờ quá vậy. Không lẽ giờ ra tiệm tạp hóa mua đồ gì cũng sao chứ trời. Gặp tụi nó là xui hoài vậy. Số lạ hả? Không lẽ xô ta? Alo, đạo diễn mới nhú xin nghe. Có ai cần làm phim không ạ? Dạ, anh đạo diễn mới nhú hả? Em sao mai nè anh, sao mai hồi nãy gặp ở quán nước á. Em với lại anh Khờ bị lạc đường rồi. Anh có thể nào chỉ giúp tụi em được không? Mày kiếm tao chi nữa. Mày coi như tao chết rồi đi. Đây, anh Khờ nói chuyện chứ. Anh thích Khờ hơn sao mai. Alo, anh đạo diễn Tử Sưng ơi. Tôi là Khờ nè, nhớ chưa? Nãy giờ đi lòng vòng mệt quá, không biết đường về nhà, chỉ giùm tôi đường đi. Mày đang đâu? Tôi đang đứng ở giữa bờ đê, xung quanh là đồng ruộng. Rồi xung quanh nữa là gì? Xung quanh nữa cũng là đồng ruộng luôn. Mày rảnh mày đứng mày làm ruộng luôn đi. Mày tả về ông nội tôi cũng biết đang đâu nữa, vậy nghe. Sao rồi anh? Anh nói gì? Anh nói cúp máy. Trời ơi, thiệt em mệt, em đuối lắm luôn rồi đó, bây giờ sao đây? Cứ đi nữa đi. Đi hoài hả? Khi nào... Ê! Ông ơi, ông có sao không? Không sao. Ông xỉn rồi. Không có xỉn. Uống có chút xíu à. Ông có bị làm sao không vậy? Nhức mỏi chân chút à. Nhức để con bóp chân cho. Thôi, mày làm tao nhột. Ủa mà mày là thằng nào? Dạ con là thằng Khờ. Thằng Khờ? Dạ. Khờ con cái nhà ai? Con là con của ba mẹ con. Ba má mày ở đâu? Chết queo rồi. Trời ơi, tội nghiệp vậy. Mà ba má mày là thằng nào? Ba má ở xa lắm, ông hỏi cũng không biết được đâu. Ở xa là ở đâu? Ông tìm hiểu hoài cũng không ra đâu. Để con cổng ông gì. Vậy hả, cổng hả? Sao má cổng? Ông ơi. Ông đi ông nội đâu con cổng. Đi nhà ông ở đâu? Bên này. Dạ. Ông Hương này. Hương này, đi xong mai. Ông ơi, con muốn xỉu rồi. Ông đi, muốn xỉu. Đi lộn đường giờ đi hướng nào? Đi hướng nào hả? Sao mày quay vòng hoài, ta chóng mặt quá. Đi hướng này. Hướng này. Sao mày đi chậm quá? Bây giờ đi đâu? Qua sông. Qua ông xỉn, ông hành. Qua sông là chết con luôn. Ủa tao nhớ có cây cầu mà đứa nào nó gỡ cái cầu rồi. Đi hướng nào? Đi hướng nào hả? Từ hướng này. Hướng này.
À, ông ơi, nhà này có phải nhà của ông chưa? Ông ngồi nghỉ mệt đi. Ủa, ai duyên khờ vậy? Khờ? Ủa? Cái tía nuôi nè. Tía nè? Tía. Bà ơi. Dạ. Thằng khờ nó về quê thăm mình kìa. Ơi, khờ về thăm ba má hả khờ? Trời ơi là trời. Ba má nuôi nè. Tía nuôi luôn nè. Trời ơi. Ủa, nhà của tía má nuôi ở đây luôn hả? Nhà của tía má ở đây nè. Trời ơi, sao tự nhiên trùng hợp y chang như trong phim con ai coi luôn. Vậy đó hả? Ủa mà sao ngộ vậy? Ủa sao tía? Sao không đi bộ về bắt khờ cổng về tội nghiệp vậy tía? Tía không phải. Ông không có bắt khờ cổng gì á. Khờ tình nguyện khờ cổng ông gì. Hồi nãy ở ngoài bờ đê á, thấy ông bị xỉn, ông nhớ được về nên khờ cổng về đó. Tía ơi, mai mốt á, xỉn còn tự đi được thì thẳng xỉn. Còn xỉn làm phiền người ta, tội nghiệp người ta thì đừng có xỉn nha tía. Ủa sao hôm nay nhà đông vui quá vậy? Mà người lạ không à? Ông hỏi già rồi, hơi bị lẫn xíu à. Tía. Con là hai con tía nè tía. Còn đây là vợ con. Là con dâu của tía. Còn thằng khờ này á là con nuôi của con. Cũng là cháu nuôi của tía luôn á tía. Còn đây là con nhỏ nào vậy? Dạ con là Sao Mai, là bạn của anh khờ. Đúng rồi, bạn của con dắt về quê mình chơi luôn. Ông nội tía má cho Sao Mai ở chơi, đừng có đuổi về tội nghiệp nha. Cứ ở đây chơi thoải mái. Hóa ra là ông nội chỉ đường con về đây hả? Ê bậy, đâu phải chỉ đường, ông nội bắt khờ cổng về đây mà. Tía bậy hoài, khờ nói là ông nội không có bắt, khờ tự tình nguyện cổng ông nội về. Nhưng mà không phải ông nội chỉ khờ về đây, ông nội chỉ khờ đi lòng vòng cổng ông nội muốn xỉu luôn. Chỉ cuối cùng lên tới trên công an xã mới chỉ về đây. Tía, mai mốt bớt nhậu đi, mai mốt mình lẫn ra nữa đó tía. Tía ơi, đã nói ông nội không có lẫn, khờ cảm nhận như là ông nội minh mẫn lắm. Ông nội nhớ con là ai không? Thằng khờ. Yeah. Trời ơi, hôm nay ông nội nhớ được rồi. Ông nội, đây là ai? Sao Mai bạn khờ. Trời ơi, mới giới thiệu nhớ luôn rồi kìa. Còn con? Mày là thằng nào? Giống như tạt một gáo nước sôi cho mặt con luôn á tía. Thôi mà ông. Dạ tía ơi, còn con? Thằng này là chồng mày. Ê, vậy là cuối cùng biết con chứ. Mày là thằng nào? Thôi bỏ qua chuyện này đi. Con đi về có mệt không con? Không, khỏe. Vô đây ngồi nhanh lên. Ủa nè chị hai. Chú. Dạ con Khánh hả? Ra đi. Giới thiệu chú, đây là thằng khờ. Con nuôi của vợ chồng tụi tôi. Ở trên thành phố, bữa nay cũng về quê để thăm tôi. Sướng vậy sợ. Sướng không? Sướng. Quá sướng. Còn giới thiệu với hai đứa, đây á là em của tía, chú ba. Thằng chú Út. Ba. Chú Út. Chú ba. Chú Út. Chú ba. Thôi hai người đều đúng hết. Dạ con chào chú ba Út. Chú ba Út chào thằng khờ. Chú ba Út tên gì? Nuôi. Dạ vậy khờ chào chú ba Út nuôi. Chú nuôi ba Út chào khờ. Ai đây? Nuôi luôn à? Bạn không ai đây. Là bạn con bạn dắt về chơi là nuôi luôn. Công nhận nhà này vui á. Chó nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, giờ nuôi luôn người. Chú Út, nó làm bậy em bảo chú con nó giỡn á, con đừng trách chú nha con. giỡn vui. Chú, giỡn nha. Giỡn không chuyên dùng gì trơn trọng. Xin lỗi con. Vui. Không trách đâu. Chú Út con khờ như con chó là vui rồi. Thằng ấy khờ thiệt á. Trời, sao nó mất được hay thiệt. Thiệt tình đâu mất rồi ta. Ê, ông kiếm gì vậy? Kiếm dép. Trời ơi, ông khùng mà, dép nào đâu trong nồi. Ai biết khi bà bị lãng, bà lấy dép tôi bà nấu cháo làm sao. Khùng quá ông ơi. Không mà khoan đã, bà nấu cháo gì vậy? Nấu cháo gà. Vậy mà bà kêu bà không lãng. Nấu cháo gà ăn gà đâu.
Trời ơi, tôi nói tôi kêu thằng Khờ với con Sao Mai á ra ngoài vườn bắt gà, mà bây giờ á cháu nó chín rồi mà chưa thấy con gà đâu hết trơn trụa. Trời đất ơi, nghĩ sao giao cho hai đứa nó bắt gà, chắc tới Tết có đồ để ăn quá. Thôi được rồi, để tôi ra tôi phụ nó bắt gà cho. Ừ. Ê, hôm nay xếp hai hả? Ừ. Ê, phà cầu tôi đựng xé nha. Biết rồi. Để nguyên cái cho tôi. Ừ. Với kêu tôi vài lon bia nữa. Bia gì? Bia Vina. Ừ. Nhất miếng bia. Ừ. Nhất miếng phà cầu vô. Ừ. Thứ gì chịu nổi. Ừ. Thôi tôi ra nha. Sao Mai, con gà này bự nè, bắt nấu ăn xé cái đùi non. Anh Khờ dòng hơn anh Bển. Em chặn bên đây, hai mình bắt gà. À, để anh Khờ bắt. Không mất tiêu chiếc dép rồi ta. Quỷ Khờ nữa, kêu bắt gà từ nãy giờ chưa xong nữa. Không cần Sao Mai đâu, một mình anh Khờ chụp cũng được nữa. Được không đó? Ê, từ từ. Em sẽ bắt được nó rồi. Một, hai, ba. Khờ. Trời đất ơi, nó bắt con gà kiểu này chắc tới sáng mai chưa có con gà nữa. Khờ. Dạ. Làm gì bắt gà lâu vậy? Thiệt không giao cho con được cái chuyện gì hết. Cóp. Bỏ dép ra coi cóp. Cóp. Trời ơi. Khờ, vô đây bắt cọp cho tao đi nè. Vô đây bắt cọp, đừng bắt gà nữa. Con bắt gì? Cọp liền, bắt cọp liền. Ở đây làm gì có con cọp mà. Trời ơi, con cọp nó chừng dần vậy mà không thấy. Con đó là con chó. Con chó cho đặt tên là con cọp. Trời ơi, đặt cái tên gì mà nghiệt ngã. Đừng có hỏi nhiều nữa. Bắt cọp này, bắt cọp này nha. Cọp, nhanh lên. Ôi trời, đôi dép tao quý lắm. Con gà của má Hai nó khôn quá à. Khờ dí bắt hoài không có được. Ừ, khôn lắm. Hả? Ở đây nè. Ủa sao nó nằm ở trong này vậy má Hai? Không biết sao hả? Tại vì cái hồi ở ngoài vườn đó, cái nó nhìn thấy con với Sao Mai cắn nhau, nó sợ quá chui vô nồi cháo luôn cho lành. Vậy tính ra con gà nó ngu tự sát luôn. Ủa mà sao má Hai biết con với Sao Mai? Thì ba mày thấy, ba mày nói lại cho má nghe. Trời, lớn chơi mà chơi kể, chơi không đẹp miếng nào. Nè, nói giọng giận mày nha. Thơm quá má Hai. Chú Hai ơi, chú Hai. Ô, anh giao bia nè. Ê Ủa, gặp Khờ cười hả khóc hả? Tao cười ra nước mắt á. Sao mày đây? Tôi ở đây là nhà ba má nuôi tôi, chuyện bình thường. Gì? Chú Tim Hai ba má nuôi mày? Ừ. Bộ ông bà hết con để nuôi hả ta? Nuôi con gà, con vịt, con chó, con heo là bình thường. Nuôi thêm Khờ cho vui nhà vui cửa. Ủa? Mà đi đâu đây? Tao làm shipper. Làm shipper? Ừ. Sao không giao bơ, tự nhiên giao bia? Mày khùng hả? Shipper là người giao hàng, mày hiểu không? Shipper mà giao hàng? Shipper dịch ra là người giao hàng, bơ bia là nó khác. Vậy là tôi thành công rồi. Anh cãi với tôi là tôi mừng rồi đó. Làm quá như tôi ngu lắm, tôi không biết shipper là giao hàng. Mày rảnh không? Đang rất là rảnh. Mày đem bia vô. À, đem bia. Tao trên thành phố tao bon chen đông đúc quá tao mệt. Tao về đây tao làm shipper tao sống qua ngày nè. Ờ. Sẵn tao tuyên bố giới thiệu với mày một chuyện luôn. Sắp tới tao sẽ làm đạo diễn. Wow. Tao đang mộng làm một bộ phim phải nói là mang tầm cỡ quốc tế. Mày hiểu national. National. Tức là một cái bộ phim mà vượt ra khỏi biên giới luôn. Không còn trong nước mình nữa.
Trời ơi, giữ ý tưởng lớn. Khờ cũng có ý tưởng lớn là chúng ta sẽ gặp nhau. Thôi đưa mày bia. Đừng đem lại xui xẻo cho tao nữa là tao mừng rồi nha. Mày đem bia vô đi. Vậy tiền đây để ba nuôi trả. Bye bye nha. Rồi gót đầy đi bia đi. Rồi rồi. Rồi để mừng bữa tiệc ngày hôm nay. Dứt một cái cho đã đời luôn. Dứt. Một, hai, ba. Dứt. Sướng. Công nhận ông nội sung ghê. Đã thiệt chứ. Ông nội uống xỉn á, tí nữa đừng có bắt khờ cổng đi lòng vòng ở ngoài ruộng nha ông nội. Nhắc hoài cái này mà xỉn gì. Dạ. Tà đá. Ôi, tía tía. Hả? Bia tía ơi. Bia hả? Bia hả? Dạ. Nè, bia. Tà đá đâu uống xỉn chết luôn á. Thôi, nói chuyện hoài ăn đi chứ. Dạ, ăn đi khờ. Dạ. Sao mai ăn đi con. Dạ, con mời mọi người. Ăn đi con, ăn thử cháo thôi. Ngon. Công nhận cháo gà má hai nấu ăn ngon nhất nách. Hết rồi. Ngon nhất nách đúng không? Dạ. Tuyệt kỹ của má hai mày đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Nhờ cái món này hồi xưa tía mới cua má đó. Từ giờ đó tía mới húp cháo tới giờ luôn. Cái ông này có từ nhỏ nó về chơi nấu nó cười sao? Thì húp cháo mới cười. Vô duyên quá. Duyên gì? Mà kỳ quá. Ủa? Vui quá ta. Có dậu là có tôi à. À. Anh trên thùng ATM nè. Ủa gặp mày nữa hả? Ủa khoan nè. Dạ. Sao con biết con thùng? Dạ biết nha. Hồi sáng luôn rồi tía. Ủa sao biết vậy? Hồi sáng trên đường về ghé quán của ảnh uống nước. Ảnh nhảy vũ điệu tai biến. Khùng quá. Vũ điệu tai biến gì? Nó nhảy đẹp nó tai biến. Ê nhảy đẹp nhảy lại cho tao coi. Nhảy đi. Ẩm nhìn chút à. Đơn giản lắm, nhảy dễ thương rồi. Sao? Nhảy chỗ này là phải có bác sĩ kế bên á. Thôi giỡn rồi. Này sinh ra làm tấu hề là vui. Mặt có duyên sĩ chói không. Ê, mày nói nghe bay. Sao có chậu ăn nhậu nào hồi cũng có mặt bay hết trơn trời vậy. Đúng rồi. Lần này là có hùng đàng hoàng nha. Hùng gì? Mấy đứa thi công rồi. Ê bậy nha. Tao không ăn cái đó đâu á. Mày ác vừa thôi chứ. Thả nó đi. Ai cho mà ăn. Chứ đem gì qua. Đó đi nè. Gì? Này nè. Ý. Đậu bọng tân tân cho khờ ý. Thích hả? Ừ. Cho mày luôn á. Hồi sáng bán còn giờ cho nha. Nói chơi vậy thôi chứ sẵn bữa ngồi ăn với gia đình cho vui nha em. Nha. Dạ. Ngồi. Ủa ghế đâu ngồi. Nó nghe mấy đứa nhỏ lấy cho anh cái ghế đi con. Thôi. Đừng lấy. Anh Sơn Tùng đứng cũng như ngồi. Mà ngồi cũng như đứng à. Trong hoài. Dạ để con vô lấy giùm cho. Vô lấy đi con. Nha. Dạ. Lấy hai cái. Rồi. Một cái cho Hương Đồng có nội người yêu của tôi. Cái cho tôi. Dạ em biết rồi. Anh Sơn Hùng cũng thích động vật lắm. Con chó dễ thương á, cho ẩm miếng đi. Thôi à. Thấy sang bắt hoàng làm họ hả? Thích mà. Thích gì? Nó thích chơi chó một mình á hả? Nó không cho chơi đó. Chơi với con chó. Thì chơi với con chó. Rồi ghế ra tới nơi kìa, ngồi ăn đi. Có ghế luôn. Dạ đây. Rồi. Ngồi đi. Nè. Nó ăn đi bà. Rồi, cho cái đầu gà đó ăn đi. Rồi cạp xong lấy xương cho Hương Đồng có nội bay ăn. Rồi công nhận chị hai tâm lý quá. Em thích cái đầu lắm, nhưng mà em ăn xương, còn Hương Đồng có nội ăn thịt. Ủa vậy hả? Trời ơi. Cặp dọn tí thích quá trời luôn kìa. Ê, cái bao câu ngon nha. Vậy hả? Ăn hết nguyên đĩa luôn đi. Trời ơi, thôi, cho nó ăn cái đi rồi vô, cái cho nó vui là mấy ơi. Rồi, rót bia đi, vô cho vui. Rót đi rồi vào 3 ra 7 nè. Trời, bố mình mặn quá, còn nhớ vào 3 ra 7 nữa. Vậy mà ai đồn bố lú lẫn trời. Tôi bậy không à? Ai đồn tôi bậy bạ gì? Tí tôi còn khỏe mạnh minh mẫn lắm. Con tôi nói đúng á. Vô. Tôi còn minh mẫn lắm, thôi vô. 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 Xịn. Hãy uống đi, vô đi. Vô.
Anh Khờ. Đâu sao Mai chưa ngủ nữa? Khờ ơi, em mới thấy một cái bóng chạy ngang qua á. Anh Khờ cũng có cảm giác một cái bóng. Chết rồi. Không lẽ? Không lẽ nhà mình có ăn trộm? Chết rồi, nhờ sao? Ăn trộm không được không? Anh tính làm gì á? Đi bắt ăn trộm. Trời ơi, được không? Được không lẽ để lấy hết đồ của tía má hả? Ổn không anh? Đợi em nhé anh Khờ. Nhanh lên, anh Khờ cũng sợ lắm. À! Cái gì vậy Khờ? Chợ quê bên đây đông vui lắm bà ơi. Sông mà quê nước chảy đôi bờ, để anh chinh dạy mười Khờ thương em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Chứ ông nội lớn tuổi rồi cho nên khó ngủ á. Anh Khờ nghĩ chắc là ông nội đang nhớ bà nội nhiều lắm á. Thấy thương ông nội quá à. Anh Khờ ra với ông nội. Chờ em đi với. Ông nội. Định anh. Thôi được rồi, anh lấy nhiêu đây thôi nha. Thêm trái nữa đi. Ôi, được dâu, khởi hoài. Nè, gửi tiền luôn. Thôi, nhiều nè. Dữ vậy. Vậy nó bữa sau đây, mù. Thiếm hai. Ủa, cậu mới về hả cậu? Thiếm khỏe không? Dạ, khỏe. Lâu quá con mới về thăm quê. Dạ. Thiếm, đây, con tặng cho Thiếm cái phiếu mà miễn phí làm mặt spa con á, một năm. Làm đẹp hả? Dạ, đúng rồi. Mình buôn bán ngoài chợ, mình làm đẹp. Mình quán mình phải đẹp chứ. Dạ. Dạ, không có gì. Anh Khờ nghĩ chắc là đủ rồi á. Anh Khờ sẽ nấu nguyên một món đãi cả nhà mình ăn luôn. Chị Trinh. Ôi trời. Nhớ em không? Nhớ sao mà không nhớ. Lâu lắm rồi mới đi chợ nha. Dạ em ơi. Ơi chết rồi. Cướp. Cướp. Ăn cướp. Chết cướp. Rồi với tao rồi. Chết mày với tao rồi. Thằng Khờ. Hay quá. Cảm ơn. Anh Khờ. Ủa Khờ. Em bắt cướp hả? Không, Khờ không có bắt. Sao mày bắt? Hay quá, cảm ơn tụi em nhiều lắm nha. Cảm giác đau đúng không? Vậy là còn cảm giác. Nhúc nhích mấy ngón tay coi bình thường hết không? Vậy là không gãy ngón nào. Ổn rồi, ngồi xuống đi. Trời, mất dạy à. Không, nói chuyện với anh kiểu gì vậy? Anh lo cho mày không hết mà. Anh coi mày còn cảm giác không? Mấy ngón tay có bị gãy không? Để chở đi băng bột liền. Khờ xin lỗi, không phải là chơi mất dạy, mà là chơi kỳ cục. Bóp từ ở ngoài chợ, bóp về tới trong nhà luôn. Đó, thấy chưa? Đúng khờ luôn. Không biết bắt cướp thì thôi. Mày đặt bắt cướp làm chi để cho người ta đánh? Phải bắt cướp thì mới là anh hùng được. Anh hùng cái gì? Cái này nước anh khùng chứ anh hùng gì? Chửi hoài. Thấy chưa? Ê Khờ, tao công nhận luôn á, mày đánh lộn còn thua sao Mai nữa. À hả?
nhắc mới nhớ á. Sao sao Mai quýnh lộn hay quá vậy? Dạ do em có học cách cà đơ á. Ừ, có học cách cà đơ luôn mà học để làm gì? Em học để em đi đóng phim. Ê sao Mai, diễn viên mà biết nhiều kỹ năng vậy ta mời mình nhiều phim lắm á. Dạ đúng rồi đúng rồi, thầy em cũng nói y chang vậy luôn á. Sao Mai, gán học cách cà đơ đi nha, mai mốt về chỉ anh Khờ với nha. Thôi, làm ơn học làm người giùm tôi một cái, học võ đi về đánh tôi hay gì anh? Cũng có thể. Vậy mà cũng trả lời với anh được đấy hả Khờ? Cái gì mà ồn ào vậy, Khờ hả con? Không, con mới về mà, Đạt. Ai? Con Đạt. Ủa Đạt mới về con? Trời ơi. Thôi ra ngồi đi, ra ngồi đi. À, sao Khờ? Dạ. Ba khỏe hả ba? Ừ, vẫn khỏe. Ừ, chắc khỏe phải không? Dạ. Nhìn là biết rồi. Ủa tai bị gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Bị sao mà bị tai đau? Khờ quýnh lộn. Trời đất ơi, ghiếc mày hư giống người anh mày luôn á. Cái gì ba? Không đúng hả, về quê được á. Vài ba ngày thấy quýnh lộn quýnh lão. Quýnh với đám nào? Ở đâu? Khờ quýnh lộn ở ngoài chợ á. Ở ngoài chợ hiện nay có hai băng đảng khét tiếng là cai quản. Một băng kẹo kéo á thì dân ở đây gọi là băng cassette. Băng thứ hai thì hơi yếu hơn chút xíu, nó sống rất là cô độc và rất là cô đơn, rất là ích kỷ. Là băng nào? Băng kẹo cá nhân. Ờ vậy hả? Ừ. Thằng Khờ nó xuống đây nó tính lập băng mới. Băng gì? Băng bó. Không hả? Nhỏ bị quýnh không lo thì liệt kê mấy băng nhóm chi. Ủa tao phải hỏi thì tao mới biết nó quýnh lộn cái băng nào chứ. Mày đánh đằng cướp một mình nó quýnh hai thằng luôn, lát bị ba thằng quýnh ngược lại. Ủa sao kỳ vậy, quýnh với hai thằng rồi cái thằng thứ ba quýnh ngược lại nó là thằng nào? Con nè. Ủa sao tự nhiên quýnh nó? Con lấy cây đánh đằng cướp hồi đánh lộn nó. Ờ vậy người ta có câu không có sợ đối thủ lợi hại mà sợ đồng minh mình chơi mất dạy đó. Nhưng mà bây giờ nè, hỏi coi lý do tại sao mà tự nhiên quýnh lộn với ăn cướp hả Khờ? Thì nó cũng người tốt, con đi ngoài chợ bị giật cái vỏ nè, xong thằng Khờ nó dí theo bắt thằng ăn cướp giật cái vỏ lại cho con. Ủa vậy là nguyên nhân là do mày? Đúng. Nguyên nhân do con. Ủa cái tính mèo nào giờ vẫn vậy mà mày đặt hên hoang khoe của khoe cả chi? Tao có cái vỏ tên trong người đi, mày đi cần ngông gì hỏi sao tao không giật, đúng không? Mà ăn cướp không giật được làm sao thằng Khờ nó bị đánh như vậy, đúng không? Không có lỗi này là phải lỗi do con, lỗi là lỗi của thằng ăn cướp, nó tham của nó giật của chứ con biết lúc cướp lúc nào. Nè nè, mày nói chuyện mới mắc cười, nếu như không có mày ngày hôm nay về đây thăm gia đình thì làm sao ăn cướp có cơ hội để nó hành động, thì làm sao thằng Khờ mới nhảy vô, thì làm sao thằng Khờ mới bị đau tay? Vậy nguyên nhân thằng Khờ bị đau tay là do mày. Má nói gì kỳ vậy, sao lỗi do con được? Sao không được? Ví dụ như người phụ nữ người ta bị cưỡng ép, sao người phụ nữ có mang thai, cuối cùng người phụ nữ mang tội hả? Đúng rồi, tại vì hớ hên chứ cho người ta cưỡng ép. Trời ơi, gì vậy, má nói vậy cũng được hả? Để tao đi. Con thấy nhà mình không có tôn ti trật tự xíu nào á. Ủa mày nói vậy là sao? Không có ai con nít con noi nhỏ tuổi mà ngồi kể tay đôi với người lớn gì hết á. Mày nghe người ta nói về mày chưa? Cũng không có ai người lớn đầu hai thứ tóc mà đi nói chuyện ngang hàng con nít hoài mà không biết chán. Ồ mày mất dạy rồi đó. Bây giờ tao hỏi mày là mày lớn hơn tao hay mày nhỏ hơn tao? Nhỏ hơn đúng không? Mày đừng nhìn qua tao, chắc chắn mày phải nhỏ hơn tao rồi. Mà mày nói một câu là mày chửi hai người lớn hơn mày luôn á. Là sao? Ai là người hỗn láo? Thì thôi, con tôn trọng cái sự sắp xếp của gia đình. Con về. Mày ở đây chi nữa mà đi về đi. Mà con thấy cha con vậy không được. Sao không được? Cha con mà tối ngày khắc khẩu cái lộn thế nào cũng xa nhau à. Đi về đi mày. Mất chạy. Nói chuyện quá. Ý nó nói cãi lộn như thế nào cũng xa nhau. Ừ. Ý là con về thăm ba nhiều thế nào mà cũng chết. Không, mày đi luôn đi. Mày đi đi. Nó nói vậy mà cũng có đủ đứa về đó mà. Đủ con lo cho ba thôi. Con về con nói hỏi sức khỏe lúc ba. Ây da. Đau đau. Đau hả? Không phải đau tay mà gây lộn đau ở trong lòng á. À được rồi con ơi, rồi bây giờ tía không gây lộn nữa nha. Giờ tay chân Cờ không làm ăn được gì. Rồi tía không gây lộn nữa, bây giờ vậy nè. Được rồi, ta không gây lộn mày nữa. Cha con mất hòa khí, người ngoài nhìn vô thấy gia đình mình không hạnh phúc nha. Bây giờ ba yêu cầu con, chính con là nguyên nhân làm cho thằng Khờ bị đau tay, đúng không? Đúng chưa? Một chút xíu nhỏ là con bất cẩn thôi. Đúng, một chút xíu nhỏ. Cái chút xíu đó gây một cái hậu quả nghiêm trọng. Thì ngày hôm nay về quê, con phải đích thân chăm sóc cho thằng Khờ. Chừng nào Khờ lần cái tay thì con mới hết chăm sóc cho nó. Yeah. Ba nói câu đầu được, câu thứ hai nghe không lọt lỗ tai nữa. Tại sao không lọt lỗ tai, mày điếc à? Hồi lâu giờ ở thành phố á, làng Khờ nó chăm sóc cho con không? Ừ. Bây giờ con chăm sóc ngược cho nó là sao được? Cái chuyện sao? Chơi thành phố là cái chuyện ở thành phố, còn đây là dưới quê, tao yêu cầu vậy mày phải nghe tao. Không bao giờ có chuyện đó ba. Không bao giờ nè, tao nói mày biết, hồi xưa tao lên trên thành phố tao thăm mày, tao ở nhà mày tao không có tiếng nói nha, mặc dù tao ức lắm nhưng tao nói nhỏ nhỏ thôi nha, tao sợ mày la. Còn ngày hôm nay mày về quê
tao là chủ sở, chủ cái hộ gia đình này. Mày phải có nhiệm vụ chăm sóc con Khờ. Còn nếu như mày không chăm sóc thì làm ơn cuốn gói bước cái đường lên xe dọn về Sài Gòn. Tao không tiếp mày nữa. Thì bây giờ như vậy, câu đầu tiên, ba nói con lơ đễnh, không cảnh giác, bị giật cái vỏ là chính xác. Câu thứ hai ba nói là lại sai. Lại sao sai? Ba nói ba là chủ hộ đây là sao? Ông nội chết à? Ông nội chết hay sao? Ông nội chưa chết nhưng mà di chúc để lại cho tao. Còn chú Út sao? Chú Út cũng phải có một phần chứ. Cái chị nó... Ây da, đau. Không cãi lộn nữa. Thôi bây giờ vậy, con giết quyết với ba luôn rồi. Không lẽ về đây là con thăm ông nội, thăm ba má, thăm chú Út, hỏi thăm sức khỏe thế này thế nọ. Mà về đây con mới vừa gặp ba, không gặp những người kia, mà con cuốn gói con về thành phố vậy là không có được. Ba nói vậy thì giờ ý con là sao? Sao cũng được. Mày mất dạy, mày la mặt ai vậy hả? Cái gì con đã đồng ý chăm sóc cho thằng Khờ rồi mà ba nói gì vậy? Ê, mày đồng ý mà thái độ mày giống như mày chửi tao. Bây giờ mày sao? Dạ ok ba. Dậy đi cưng, dậy ăn miếng cơm nè. Hồi nãy nhà ăn cơm mà thấy mày ngủ ngon quá không có kêu. Ăn miếng cơm cho có sức, để anh đỡ dậy. Rồi. Chơi nhau hả? Xin lỗi mà. Thôi nè, ăn cơm đi. Đau. Biết. Đau. Thì ăn một miếng cho có sức đi. Đau. Ổng tự múc cơm ăn được à, anh Đạt đút Khờ ăn đi. Bị đau, bị khờ chứ đâu phải bị liệt, bị cùi đâu mà đút ăn được. Tía má ơi, anh Đạt không chịu đút cơm Khờ ăn. Đuổi anh Đạt về Sài Gòn. Rồi, để con đút nè ông nội. Ông nội nằm bên kia. Ông cố ngoại. Ông cố ngoại là mấy ông làm ở trên này. Làm ơn im giùm đi, để tôi đút cho ăn. Nói nhiều quá à. Ê, đút phải có tâm chứ, đút nguyên muỗng cơm trà bá ai ăn được. Chứ giờ muốn sao Khờ? Đút nè, là phải một miếng trứng, một miếng rau, một miếng thịt hoặc một miếng cơm. Trời ơi, ăn có nghệ thuật quá ha. Hôm nay được anh Đạt đút cơm ăn luôn, đã. Rồi nè, há miệng. Nhớ nhả xương nghe không? Không nhả. Trời ơi. Má ơi, khó thật, xương mềm eo quá. Ăn miếng nè mày, mệt ghê á. Con với Khờ quen biết nhau bao lâu rồi? Dạ, cũng được một thời gian rồi bác. Vậy hả? Thằng Khờ coi vậy á mà khôn lắm á nghe. Dạ đúng rồi, con thấy anh nhiệt tình chứ anh đâu có khờ gì đâu bác. Cúi cái đầu xuống. Nè, tôi nói cho nghe nha, mai mốt lấy cái tay văn mùng không được thì lấy cái chân văn mùng. Tôi không ở không đâu mà dập giúp hoài. Không được, tay đau lắm. Cái tay đau thì mốt dùng cái chân. Chân không làm được, đau thiệt mà. Nhẹo quá. Anh Đạt, tay Khờ bị đau, không làm được gì á. Khờ mắc tè, anh Đạt giúp Khờ đi tè đi. Cái tay làm được thì lấy cái chân. Không được. Đi vệ sinh mà kêu giúp là giúp sao? Tôi đạp một cái té đái bây giờ. Nghe hù đạp cái víu lại luôn hết mắt tè rồi. Giỡn hoài, đi vô ngủ đi, nhậu nhẹo đi, quá đáng à. Anh Đạt, hồi nãy tướng anh Đạt đứng văn mùng á, hấp dẫn. Không sợ mày. Thiệt. Bớt nịnh đi mày ơi. Thiệt mà, quyến rũ lắm. Thằng sợ quá. Ê. Tự nhiên anh Đạt cười cái nét này, từ bữa nay thấy anh Đạt đẹp trai quá à. Khủng quá. Anh lúc nào cũng đẹp trai. Vì anh là chủ của gà spa nên là lúc nào anh cũng phải đẹp. Khách người ta mới thích, người ta vô người ta massage mặt, hiểu không? À, đúng rồi, mình là chủ mình phải đẹp thì khách mới tới làm nhiều được, đúng không?
Nhiều chuyện quá, ngủ đây mẹ hơi nịnh quá. Ý, đi đâu vậy? Đi ngủ. Không được, anh Đạt ngủ với Khờ đi. Cái gì vậy? Lớn rồi, ngủ một mình đi, hồi đó bây giờ ngủ một mình không, giờ đòi ngủ chung là sao? Bữa nay không dám ngủ một mình. Hôm qua nằm á, thấy có cái bóng, cái sợ, không dám ngủ, thức tới sáng luôn. Tôi thấy hồi nãy khen tôi quyến rũ rồi, đẹp trai rồi. Tôi nghe hơi hướng là hơi bóng bóng ở đây rồi đó. Lạ chỗ gì, thôi được rồi, em xích vô. Được, anh Đạt ngủ chung rồi, đã. Thiệt tình. Vô, vô đây nè. Hiểu quá. Anh Đạt nằm ở đây, Khờ nằm ở đây nè. Ừ, rồi, ngủ đi. Ê, cái gì vậy Khờ? Ôm cái gì? Bây giờ mới thấy bóng nè. Khờ thích được ôm anh Đạt này nè, đã lắm. Thích lắm hả? Đưa tay đây nào. Mấy bên nhau bạn nhé. Bay 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 bay. Trời đất ơi, thế thái nhân tình đảo lộn, con người ta lộn nhào, xe hơi thì lộn ngửa. Cái gì tới bình tĩnh lắm. Trời đất ơi, con ơi, người ta chết liệt địa mày ơi. Con người ta nằm la liệt, xe đưa 8 bánh lên trời. À, cái gì mà đụng ghê vậy? Báo. Ủa, trong báo hả? Ừ. Quá trời quá đất con ơi. Tao nói nghĩa là xe nào lộn nhào? Trong báo đó. Có tí lộn nhào thì có. Hết hồn. Cái gì vậy? Tưởng ra đường có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đọc báo mà đọc báo ngược. Cái xe thẳng đúng không? À. Đúng không? À. Đang bình thường. Đọc ngược chi rồi cái xe nó lật ngược lại rồi kêu lộn nhào. Ủa? Lộn ngược hả? Mà con hiểu sao mà tía mày đọc báo ngược hay thiệt á. Có thấy chữ nghĩa gì đâu, coi hình không. Con nói tía nghe nha, con huyết áp á nha. Bữa nào mà con mà chết là tía thền cái mạng cho con á. Lên 380 luôn hả? Chù chù con chết hả? Dạ. Yeah. Ôi da! Trời! Hay! Ai là lớn hơn mình vậy? Thằng ta! Đạt ơi! Đạt! Ủa Đạt! Sao cái khe có chút xíu mà té xuống được hay vậy Đạt? Sao Nhi ngủ dưới đất? Ba nhìn nha. Trời. Ta là cao thủ võ lâm đây, không ai được quýnh anh Đạt. Đó, cái miệng thì nói bảo vệ con, đạp con văng xuống đất coi được không? Ngày mai ba ngủ nó đi. Mày nghĩ sao vậy? Mày nó còn đạp vậy? Tao nằm nó đạp tao banh xác tao luôn hả? Mày kêu nội mày ngủ chung nó đi. Mày vô duyên hả? Đồ bất hiếu. Mày mà chịu không nổi rồi mày biểu tao thế vô cho nó đạp tao hả? Con cũng bị đạp vậy? Mày ba vô ba nằm đi. Ủa mày mắc cười, mày mới là bất hiếu nha. Mày mới bất hiếu nha. Bất hiếu cái gì? Tao giao nhiệm vụ cho mày canh Khờ. Mắc mớ giờ mày bắt tao kêu ngủ chung nó. Ba bất hiếu tại ba bất hiếu với ông nội. Ba suối ông nội vô nằm ngủ chung, ba muốn ông nội chết. Con không phải là bất hiếu. Gia đình này ồn quá. Cho Khờ ngủ đi. Đó, nhìn thấy thương không? Nó cũng ngủ mà nó cuộn tròn lại như một con mèo vậy đó. Trời ơi, nhà bị gì trời. Hết nó nổi luôn á. Vô. Êm quá. Bị êm quá. Phương đâu có nổi ơi. Ê! Sơn Thông. Vô đây. Trời ơi. Đấy. Ngồi. Vô làm lón chơi rồi chứ. Kiếm quán trực kiếm luôn. Đang có chuyện vui. Tao có chuyện vui.
Làm gì héo queo vậy? Có thấy người yêu của tôi đâu không? Không biết kiếm người yêu cái gì. Chuyện đây là chuyện của tao vui hơn. Sắp tới nè, tao có một số tiền rất lớn. Đã chưa? Có thấy Hương Đồng có nội của tôi không? Sao mà vô duyên quá vậy? Mới kể chuyện vui tự nhiên cứ Hương Đồng có nội hoài. Vô quán thịt cầy tìm chưa? Đúng rồi, có khi nào nó nằm trong quán thịt cầy không ta? Thật cho vui, đứa con chó của mày không thể nào chui vô quán thịt cầy được. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy? Con chó mày nhìn thấy chà bá gì nhưng mà ở lông không à. Ở trong hình như là cái thịt nó còn ít hơn cái con khô mực tao đang ăn nữa. Không có đâu. Nói một tí cho mày có phản ứng rồi mày sắc mặt mày thay đổi. Nè hỏi kỹ lên nè. Mày nghiệm lại đi. Từ hồi bữa giờ khi con chó mày nó di thay trong cái làng của mình á, trong cái xóm của mình. Hả? Di thay là cái gì? Là con chó nó di chuyển cái thân thể đó đó. Cái thay nó đó gọi là di thay. Hay bắt bẻ quá. Rồi sao nữa? Thì cái lúc đó đó, có người nào mến nó, thương nó, đem nó lại xong rồi ôm ấp nó, vuốt ve nó không? Xóm mình đâu có ai đâu. Tao nói là có người lạ đó, mày hiểu không? Có ai đâu ta. Người nào mà hay khen nó dễ thương quá, đẹp quá, người phải cho nó vô một cái danh sách đen để mày tìm người đó, biết đâu người ta quý nó, người ta thương nó, người ta đem nó về sao, hiểu không? Anh Trân Hùng à, cũng thích động vật lắm. Con chó dễ thương quá, cho ẩm miếng đi. Thôi à, thôi à. Đúng rồi. Trời ơi, sao Lâm nó hồn hoài vậy? Tôi biết người đó là ai đâu. Có ai mà xong cọng sủa dữ vậy trời? Có ai không? Chị Ba, chị Bảy đừng ghé nhà em chơi nha. Lang thang nha, có gì đi, lạng quạng bị bắt, gán chịu quá. Sợ bên kia giận thêm cho Mai nữa. Cái gì vậy? Mai, hình như là có người lạ lẻn vô nhà mình á. Trời, vậy là có ăn trộm rồi, để em đi báo công an. Ê, đừng có đi báo công an. Sao vậy? Thằng ăn trộm á, tối nay nó phải chết với anh Khờ. Không được đâu anh Khờ ơi, mình mà giết người á là mình ở tù anh Khờ. Trời. Nè, cuộc đời anh Khờ á còn gì nữa đâu mà sợ ấy. Sao Mai nói cho Sao Mai nghe nha, anh Khờ dắt Sao Mai về đây là có mục đích. Ở trên kia anh Khờ giết người. Đừng có la sầm. Bữa trên nhà anh Đạt cũng có thằng ăn trộm, nó lẻn vô nhà anh Đạt định ăn cắp đồ. Anh Khởi đi ra, anh Khởi thấy nó giả bộ, rồi nó quảng hồn á, chạy bốn chân này giống như con chó. Nó tưởng nó anh Khởi ngu, tin nó là chó thiệt. Nó chạy từ cái lu nước chạy qua chậu cây kiển. Anh Khởi nhìn, anh Khởi thấy nó lú cái giò ra. Nó tự nó anh Khờ ngu, anh Khờ không biết nó là ăn trộm. Anh Khờ cầm cây mã tấu ra rồi nè. Anh Khờ xả 1800 nhát. Nó từ thằng ăn trộm 70kg xuống còn đúng 7kg.
trộm nhát gan, mới hù tí xíu bỏ chạy rồi. Ủa là sao? Là nãy giờ anh bịa chuyện hả? Cái nghĩ sao anh khờ giết người vậy? Thiệt tình luôn á, nãy giờ làm em hết hồn mà em có tưởng thiệt không á? Anh khờ kể y chang như thiệt luôn đúng không? Thôi nó đi rồi mình đi vô nhà ngủ đi. Đi, đi vô ngủ. Anh Đạt ơi, thấy ghê quá à. Đi toilet làm gì lâu dữ vậy? Không phải khờ đi toilet đâu, khờ đi rình ăn trộm. Nhà mình có ăn trộm á. Ăn trộm ăn chiếc gì? Ăn trộm khờ nói thiệt mà anh Đạt không biết gì đâu. Khờ mới rình xong. Nhưng mà anh Đạt yên tâm đi, khờ hủ cái nó sợ nó chạy tè ra quần luôn. Thôi bớt tưởng tượng đi, nhà mình làm gì có ăn trộm. Xả mồm xuống ngủ. Nói thiệt mà không tin người ta. Mệt ghê luôn. Đi ngủ mẹ. Ngủ đi. Má. Hả? Má nấu món gì vậy? Bún riêu. Trời ơi, sáng sớm mai ăn bún riêu. Thằng khờ nó nói là nó thèm bún riêu nên hồi sáng á má xách giỏ ra chợ á mua về nấu một nồi cho nó ăn đã thèm. Nó thèm thì mua một tô cho nó ăn thôi, má nấu chi cả nồi ai ăn cho hết. Mày nấu vậy em ba buồn. Trời trời. Gì không? Ơi, từng tuổi này chối chân gà không chặt thì sao ta? Mày ngồi đó mà chê tao. Mày làm con mày phụ được cái nào chưa? Lớn tuổi rồi biết tự lực tánh sinh đi chứ nhờ vả. Hết nói loạn này. Này, bà. Hả? Có gì bà làm món gà xà xả ớt cho khờ nó ăn nha. Dạ. Nó thích món đó đó. Rồi. Mày nữa. Đây là cái bếp là cái ghế mày lên mày ngồi. Có chỗ ngồi được rồi. Ba tìm chỗ ba ngồi đi. Ba thích thì qua đây ngồi kế con. Tao thích ngồi chung với mày. Ông tối nay á tôi nấu chè nha. Thằng khờ nó nói là nó thèm chè đậu trắng. Ai thích? Thằng khờ hả? Bà cứ nấu thoải mái cho tôi, chăm sóc nó chu đáo cho tôi nghe chưa? Ba, má. Ừ? Con thèm cháo vịt với lại sương sa hộp lựu. Ra tiệm á. Lớn rồi, có tay có chân, thích gì lết cả tiệm ăn cái đó, không lẽ gia đình này phục vụ? Sao về quê buồn quá ta. Buồn đi luôn đi. Thiệt tình đó. Ông nội. Ông nội đang làm gì vậy? Thể dục. Chà, từng tuổi này mà còn tập thể dục. Bởi vậy sức khỏe dồi dào. Trời ơi, tướng tá như trai 20 vậy đó. Ông nội chỉ con vài động tác được không? Nè. Wow, phùi. Cái này là động tác gì vậy ông nội? Sốp sốp. À, bài tập sốp sốp. Sốp sốp. Trời ơi. Sốp sốp. Cũng dễ thuộc chứ. Khờ hả con? Hả? Con Đạt. Thôi, tao kiếm khờ à. Ông nội nuôi khờ nè. Ông nội tập thể dục khỏe ghê. Anh Đạt không có chịu tập đâu. Tối ngày anh Đạt ăn nhậu không à. 2 năm nữa anh Đạt chắc già hơn ông nội luôn á. Dám nè. Tôi đang tập thể dục với ông nội là chớp chớp. Nghe chưa? Ê, đi đánh cờ, đi đánh cờ. Đánh cờ hả? Cờ đánh cờ với ông nội. Cờ dắt ông nội đi. Ông nội chuẩn bị sẵn bàn cờ luôn rồi hả? Ông nội chuẩn bị sẵn là hai ông cháu mình chiến đấu á. Dạ. Trời cờ đẹp quá ha ông nội. Đẹp gì? Rót trà phục vụ hai ông cháu là coi. Trời ơi, thiệt luôn. Rót trà cho hai ông cháu mình uống. Đúng rồi. Ông nội. Ừ. Anh Đạt rót trà nhìn thấy cưng á. Ông nội nuôi anh Đạt liếc khờ. Liếc gì vậy? Rồi còn không lo đi lấy dĩa mất gừng lên cho khờ nó ăn nó ngồi đó ngó. Nó tự nó xuống lấy được mà. Ông nội nuôi khờ thèm mất gừng quá à. Mày nghe chưa? Đi lấy cho em ăn. Trời.
trời, làm dưới nhà này khoái gu khờ, cưng mấy thằng khờ hay sao á? Có người chơi đánh cờ kiếm lợi cũng được vậy? Cờ đẹp quá. Thôi 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 mày ơi, nó khờ thiệt. Người ta thấy vậy người ta dễ thương, còn mày làm một hồi nó thành khùng, tao mắc ói. Còn không chịu đi nó ngồi đó ngó. Trời, con biết giờ con đi nín, không có lèm bèm. Biết ruột rà hay là ruột dư gì trong nhà luôn á ơi. Ông nội. Hả? Khờ thấy anh Đạt đang ghen tị với khờ á. Ê kệ đó con. Là vậy, tí nữa anh Đạt lên đó, ông nội quýnh cờ với anh Đạt đi cho anh Đạt đỡ buồn. Không, ông nội chỉ đánh cờ với khờ thôi. Sao ông nội không đánh cờ với anh Đạt? Đánh với nó ăn ông nội hoài à. Ăn ông nội hoài luôn. Chắc ghét lắm. Vậy anh Đạt khôn, nhưng mà cuối cùng anh Đạt khờ. Anh Đạt khờ hơn khờ luôn. Hai ông cháu mình quýnh cờ bây giờ nè. Kính lão đắc thọ. Mời ông nội đi trước. Thôi ông nội nhường con trước. Ông nội nhường khờ đi trước. Khờ lên tướng. Hả? Cao dữ rồi bây. Thấy ông nội đi. Vậy rồi sao đánh? Ông nội đi đi. Vậy là pháo đầu lên tướng. Hả? Mày đánh cái kiểu gì vậy? Đánh kiểu khờ á. Sơn Thùng, mày làm cái gì? Nãy giờ vô đây có mình tao ăn tao uống, mày gì ngồi thẫn thờ vậy? Y như món số gạo vậy. Ủa? Ủa? Làm cái đi. Sợ quá. Anh Khờ cầm cây mã tấu ra rồi nè. Anh Khờ xả 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 1800 nhát. Nó từ thằng ăn trộm 70kg xuống còn đúng 7kg. Trời ơi trời. Mày biết nó tên gì không? Khờ. À, mày nghĩ sao một thằng khờ y chang như vậy mà nó dám làm gì? Mày từng tuổi này đâu đi sợ thằng khờ. Cũng cái gì mà nó giết người kiểu biến thái vậy, sao không sợ cha? Mày nghĩ sao cái tướng đang vậy đi giết người? Mày tìm được con chó chưa? Trời đất ơi, lúc đó sợ gần chết, đầu óc đâu nữa nhớ con chó cha, bỏ chạy mất tiêu luôn rồi. Ngồi đây sợ đi. Nha. Rồi rác ra tính tiền giùm tao luôn. Cảm ơn nha. Chào Mai. Dạ. Mai mốt anh Khờ trồng nguyên một vườn bông bự chập bá luôn. Các anh Khờ thả gà vô trong đó, nuôi gà lớn, cái hai đứa vô bắt gà. Không cần sao Mai đâu, một mình anh Khờ chụp cũng được nữa. Được không đó? Ê, chị Tư, tôi. Em sắp bắt được nó rồi. 1, 2, 3, 2. Ủa, sao Mai cười gì cười mỉm mỉm? Em đâu có cười gì đâu. Ôi, anh Khờ nhìn cái nét cười này quen lắm nè. À, anh Khờ nhớ rồi. Lúc hai đứa bắt gà. Em nó không có mà. Sao Mai? Dạ. Anh Khờ không ngờ là sao Mai cũng giỏi dữ vậy luôn á. Sao Mai biết trồng bông luôn. Sao Mai ngồi xích vô. Chi vậy anh Khờ? Anh Khờ tưới bông xong tưới sao Mai luôn. Anh Khờ này. Khờ. Chào bên ngoài. Dạ. Trong nhà cúp điện rồi. Vô quạt cho ông nội nha. Dạ. Chú có một chuyện chú đi chút. Dạ, Khờ vô liền. Sao Mai chồng đi nha. Dạ. Để Khờ quạt cho ông nội mát nha. Ông nội ngủ ngon. Nhiệt cái gì quá. Ông nội bị nhức cái chân hả?
để khờ bóp chân cho ông nội. Ăn đậu phộng, ăn một lần một đống vậy mới ngon à. Đồ ăn gọn hết rồi mà con bó còn gì không với một khờ phụ có. Bia tới đây, bia tới đây. Ủa? Mình đi cho nhà bạn một thùng bia luôn. Anh trợ lý. Hết làm trợ lý rồi nghe. Đúng rồi, bây giờ người ta là đạo diễn rồi anh khờ. Anh khờ quên. Cái gì? Nói nghe nè. Khờ tính vậy được không? Anh làm đạo diễn cho khờ đi. Quay cho mày. Ừ. Mày tính quay phim hả? Không. Quay MV ca nhạc? Không luôn. Chứ tính quay gì? Quay TikTok. TikTok mà mày đòi mướn đạo diễn. Trời ơi, quay TikTok mà phải có đạo diễn, phải có ekip sắp xếp quay đồ này nọ. Cho ý tưởng đồ dữ lắm á, coi TikTok cười xỉu luôn. Mày đầu tư còn hơn nghệ sĩ nữa. Nghệ sĩ còn chưa dám mướn đạo diễn quay TikTok. Chơi vậy mới đẳng cấp. Mới thôi khờ, dạ. Bia cho tía chưa mà ngồi nhiều chuyện vậy. Quên. Cơm có sẵn trong này hết rồi mà quên. Chưa. Bỏ bia vô. Chưa. Trời ơi, nãy giờ lo nhiều chuyện, không lo làm vậy. Uống. Tía cũng thích ăn tôm hấp bia nữa hả? Trời ơi trời, tía đạo từ tôm mà. Công nhận nhà mình thích ăn tôm quá. Ồ, nhà này đạo tôm mà, thích ăn tôm lắm. Ừ, cái này là bữa nay là ăn tôm hấp bia. Rồi tôm nướng, tôm nấu cà ri. Nói chung là nhà này cứ tôm là ăn à. Chỉ có tôm and cherry không? Mày lên truyền hình mày coi. Mày làm khó ông hai hoài à. Chọc ghẹo xíu chửi quá. Không chửi. Bấm bà khoai nè. Đạt đâu? Anh Đạt kêu khờ nhắn lại với tía với má hai á là anh Đạt có hẹn với mấy người bạn học cũ qua nhà bạn chơi, chắc ngày mai mới về. Ừ, bữa giờ về nó có gặp đâu, thôi kệ đi, không có nó nhà mình vẫn vui mà. Ừ. Dạ. Ăn đi. Khoan, chưa ngọt, ăn cái gì để quên nói là tía với má hai biết là có chuyện gì. Nhà mình có ăn trộm á. Cái gì? Nhà mình có ăn trộm. Nhà mình có ăn trộm hả? Mấy đứa ơi. Cái gì vậy tía? Mấy đứa ơi, mất rồi. Mất tiền rồi. Sao ông nội? Tiêu rồi. Bình tĩnh đi tía, tía ngồi xuống. Mất tiền. Mất tiền hả? Bao nhiêu? 200 triệu. Trời. Cái gì? 200 triệu. 200 triệu hả? Tía ơi, bình tĩnh lại nè. Tía mất là 200 triệu hay là 200 ngàn? 200 triệu để ở trong tủ, ở trong phòng. Vậy đó mà nó bay đi đâu, nó mất đi đâu? Tía ơi, cái nhà mình từ xưa giờ làm gì có chuyện mất tiền hả tía? Tía nhớ cho kỹ đi, cái phòng của tía làm gì có ai la giảng vô mà mất 200 triệu lận. Tía nhớ kỹ đi, tía để quên đâu không? Ủa gì vậy? Sao nhà không ăn cơm đi làm gì? Cơm cái gì? Tía mất tiền kìa. Trời ơi, ông nội mất tới 200 triệu lận. Ủa tía, cái gì tía? Tía mất 200 triệu hả? Để ở trong tủ, ở trong phòng. Vậy đó mà mất. Nhà mình 50 ngàn, để đó còn không mất. Người thân không à, cái này chỉ có người lạ lấy thôi. Ê nhộn nha. Ủa tự nhiên qua chơi cái đổ thừa tôi lấy tiền vậy trời. Sai cũng dòm tôi hết trơn vậy. Thôi về. Nè nè, thùng bia để dành uống đi. Kiếm tiền xong uống nha. Về nha, mang tiếng quá, mang tiếng rồi. Anh đạo diễn. Không. Chị hai, chị anh chị hai hiểu ý em nói không? Không phải. Rồi. Ý của em á là những người mà không có nằm ở trong hộ khẩu là người lạ, là mấy người đó lấy tiền á. Ý em là vậy á. Ba. Hả? Nói làm cái gì lum la vậy? Có cái gì mà người trong nhà, trong hộ khẩu gì vậy? Bậy bạ quá à. Bây giờ nè, tía. Tía phải bình tĩnh, tía nhớ cho kỹ. Tía có nhớ là có ai vô phòng của tía không? Dạ, tía nhớ cho kỹ đi tía. À, em xin lỗi anh hai chị hai. Cái này là chú Út không có ý gì nha. Hình như là con có vô phòng của ông nội đúng không?
cái gì vậy chú ba? Để khơi quạt quạt cho ông nội mát nha. Ông nội ngủ ngon. À đúng rồi, khờ có vô phòng ông nội, lúc đó cúp điện, khờ vô để quạt cho ông nội ngủ. Rồi lúc đó con có lục tủ đúng không? Có chai dầu không? Chai dầu. À đúng luôn rồi, khờ có lục xung quanh. Rồi lúc đó con có thấy cái rương không? Không, khờ không có thấy cái gương gì hết á. Khờ kiếm chai dầu để bóp giò cho ông nội. Ông nội nói á là ông nội bị nhức mỏi, khờ chỉ lấy có chai dầu không à. Chú ba, lúc này chú hỏi mấy câu đó làm gì chú ba? Tía Hài ơi, tía không hiểu ý của chú Út đâu. Ý chú Út nói á là gần lục tủ, gần lấy tiền của ông nội đúng không? Em đâu có ý gì đâu, em thì hôm bữa là em có thấy thì em chỉ hỏi thôi, em chỉ hỏi nó là nó có thấy cái rương thôi mà. Gần không có lấy tiền của ông nội mà chú Út. Không, chú Út không có ý gì vậy. Mà ai, gần đúng là gần có lục tủ, nhưng mà gần lấy chai dầu, chứ gần không có lấy tiền của ông nội. Gần không có trộm tiền của ông nội. Rồi, coi khờ, con bình tĩnh nè. Tía, hổm rài á, tía cũng hay bị lu lẫn á mọi người, cho nên là nhiều khi á là tía để dưới gối, hay là tía để đâu đó mà tía quên á. Bây giờ mình từ từ mình kiếm lại sao. Rồi, trời ơi, bây giờ ăn đi nè mọi người. Trời ơi, nó nguội hết rồi nè, ăn đi tía. Thôi đi, giờ này còn tâm trí gì ăn cơm nữa. Ông nội ơi, gờ không có lấy 200 triệu của ông nội. Gờ không có lấy mà. Trời ơi, cái nhà lớn hết rồi, ai lấy tiền của tía thì tự giác trả lại tía đi. Tía. Ông à, yên đang ông tự mất tiền nghi kỳ tùm lum. Chưa chú ông, gà không có lấy tiền mà, gà không có cấp tiền. Chồng mày ơi, anh gà không có cấp tiền nghiệt mà, sao ông mày tin anh gà hết vậy? Nhà lớn hết rồi, ai lấy tiền của tía thì tự giác trả lại tía đi. Tía. Ông yên đang. Ông tự mất tiền nghi kỳ tùm lum. Chưa chú ông, gà không có lấy tiền mà, gà không có cấp tiền. Chồng mày ơi, anh gà không có cấp tiền thiệt mà, sao ông mày tin anh gà hết vậy? Anh Khờ đừng có buồn nữa, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà. Sao không ai tin anh Khờ hết vậy? Thì tại mọi chuyện nó tới đột ngột quá. Nhưng mà anh Khờ yên tâm đi, người ta nói á, có ba thứ trên đời này luôn tồn tại vĩnh viễn, đó chính là mặt trời, mặt trăng và sự thật á.
Nhưng mà mọi người không có tin vậy đâu. Sao Mai có tin anh Khờ không? Em tin anh mà. Sao Mai tin anh Khờ hả? Ừ. Tụi bay lãng mạn quá ha. Tính ngồi tới sáng luôn phải không? Anh Minh Dư có tin Khờ không? Tao tin mày được gì? Tao cũng đang bị nghi ngờ bộ. Thôi về nghỉ đi. Không. Mình về nhà đi ha. Khờ không về đâu. Bây giờ về nhà ở bên đó ngột ngạt lắm. Ngột ngạt về nhà tao nè. Thôi, ăn miếng mì đi có sức suy nghĩ tiếp. Ừ. Anh Minh Dư, Khờ nghĩ không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Có khi nào ông nội bị lẫn, ông nội không nhớ để tiền ở đâu không? Đường về nhà ông nội còn quên á. Theo cái tầm nhìn của một đạo diễn như tao á, tao thấy cái chuyện này không đơn giản là tiền bạc không đâu. Nó còn liên quan cái vấn đề gì lớn lắm nè. Còn lớn lắm hả? Ừ. Thôi ăn đi để nguội á. Em mới vừa nói chuyện điện thoại với lại bác á. Em có nói là tối nay tụi mình ngủ ở đây. Rồi bác hai có nói gì không? Ha. Nói gì nữa giờ? Ương đồng của anh nội ơi, mày bỏ tao mày đi. Không có mày tao biết sống với ai. Ương đồng của anh nội ơi. Anh Trương Thông. Cô sao ông Khờ sớm mơ giờ không thấy gì ta? Thì có em cũng trong sáng giờ nè mà không thấy đâu hết trơn. Chứ anh buồn anh đi lang thang đâu đó. Ừ. Mà anh Dư. Ừ? Sao em cứ băn khoăn hoài cái vụ mất tiền của ông nội ghê á. À hôm bữa anh Khờ anh có kể với em, anh nói là thấy anh Sơn Thùng ATM đột nhập vô nhà ba bánh nuôi của ảnh làm cái chuyện gì kỳ cục lắm. Đột nhập hả? Ừ. Sao cái ông đó hay có mấy cái hành động kỳ quặc tào lao vậy ta? Ông mấy giờ đi kiếm ông coi hỏi có biết thông tin gì nữa không? Hả? Ừ. Đi. Anh Minh Dương ơi! Chồng mày ơi! Cứu người! Dạ? Cái gì vậy? Ê! Anh bị té chồng! Sao ơi. Vậy? Anh Trương Thông! Anh Trương Thông! Thông! Ơi! Trời ơi! Đồng có nội ơi. Hương đồng có nội ơi. Hương đồng có nội ơi, con đâu rồi? Hương đồng có nội, về đi, chủ của mày nhớ mày lắm á. Sao Mai? Hay là anh Khờ với Sao Mai đi lòng vòng lại mấy quán đằng kia tìm nó đi. Ừ, mình đi. Hương đồng có nội.
Ủa nội, ngồi đây rồi giỡn đâu? Thấy nó buồn buồn, chắc nhớ thằng Khờ đi kiếm. Ủa, mà ai mua xôi cho nội ăn vậy? Vợ mày mua rồi đưa tao đây rồi cái rồi nó đi rồi. Thiệt, không ai vợ con hết. Cái gì? Ý sao mà để tiếng ăn xôi khô khóc khô khan vậy, làm sao mà tiêu được thiệt. Ngon. Ủa ngon hả tiếng? Ừ. Ừ, vậy mà muốn con cho tiếng ăn xôi hoài luôn hả? Hay quá. Hắn ngon ăn hoài làm tớ luôn hả? Tiếng kêu ngon cho tiếng ăn xôi con có sai đâu, tiếng chửi hoài. Mà gia đình ba thế hệ cãi nhau hết ba thế hệ. Ừ, giỏi quá. Cái gì vậy? Đó. Nội mới về, ba mới về. Ờ. Vô ngủ á. Bước vô đây. Bước vô đây. Nghe nói chuyện á. Ăn xôi không? Dạ. Thôi, con ăn không vô. Nó giờ chỉ có ăn đòn với ăn xôi gì. Gì vậy ba? Mày ngồi xuống đây tao nói chuyện rồi. Đây là cái nhà, chứ không phải nhà quan chết chủ. Mày đi không xin ai hết. Mày đi nguyên một đêm, mày về mày thăm nội, thăm tao, hay là mày thăm bạn bè của mày, hả? Ba cho phép con mới đi chứ. Tao cho phép mày hồi nào? Rõ ràng ba nói với con, về nhà này thấy buồn quá thì đi đi. Một câu nói lẫy mà mày để trong bụng như vậy hả? Nói lẫy gì đó là thiệt chứ lẫy cái gì. Con qua bên nhà bạn con, nó cho con ăn cháo vịt, nó cho con ăn xương sa hộp lựu, chứ không phải đối xử với con mà đi ra tiệm ăn. Ủa cả đời tao cho mày chưa được hay sao mà bây giờ? Cả đời gì, bây giờ một tô cháo vịt ba còn không cho, một chén xương sâm ba còn không cho, ba đuổi ra tiệm mà kêu cả đời gì cả đời. Tí thấy không, nó cãi con sẵn sàng vậy tí. Trời, con nói gì sai hả? Bây giờ dẹp chuyện nó qua bên đi. Mày có biết ngày hôm qua mày đi vắng, mày không có ở nhà này, mày biết nhà này xảy ra chuyện lớn mày biết không? Chuyện gì? Mày hỏi nội kìa. Chuyện gì vậy ông nội? Hỏi cha mày hả? Chuyện gì vậy ba? Cái gì nội? Có cái chuyện gì mà mày cũng không nói với con mày được đâu, mày biểu nó hỏi tao. Con với tía không khắc khẩu nữa thì cái nhà này sao thì... Kể nó nghe. Ai nói? Tía, kể nó nghe đi tía. Mất tiền. Đó. Có hai chữ mất tiền thôi mà cũng bán cái qua bán cái lại là sao? Trời ơi, hồi đó giờ nhà mình có bao giờ xảy ra mấy chuyện mất tiền mất của cải gì đâu. Mà ai mất? Tía của tao là nội của mày mất tiền đó. Ông nội mất tiền? Ờ. Tự nhiên mày nhìn tao. Con nói ba nghe, quay đầu là bờ. Ba đừng có quen tay, lỡ lấy của ông nội thì bây giờ trả lại cho ông nội đi. Ông nội còn tha thứ lỗi cho ba được. Đừng có như vậy, rồi nhà xào xáo nữa. Hay không phải con chắc con ký nữa. Cái gì vậy? Tao là ba mày đó, mày nghĩ sao tao liên ăn cắp tiền của ba tao? Con đã nghi ngờ ba từ những ngày đầu rồi. Lúc mà về ba nói ba là chủ sổ ở đây. Chủ sổ đây là gì? Là ông nội con sơ sơ đấy, ba làm chủ sổ. Ba muốn chiếm toàn bộ tài sản trong căn nhà này. Mày điên hả Đạt? Mày đang nghĩ gì? Đây là ba tao đó mà. Điên tao cái là... gì? Ba là ba của con còn không tin được ba nữa mà. Ủa? Ba tao làm sao tao lấy tiền được? Chứ bây giờ trong nhà ai lấy? Ba là khả nghi nhất. Tao không phải là người khả nghi nhất. Chứ ai? Tại vì đêm qua mày không có ở đây nên mày không có biết cái người khả nghi nhất. Ai? Thằng Khờ. Chính vì tất cả mọi người nghi thằng Khờ nên nó buồn, nó bỏ nhà nó đi. Nó bỏ nhà đi rồi. Chứ mày nghĩ sao ba mày lấy tiền được? Trời ơi trời, ba ơi, nó nghĩ con gì kìa ba. Alo, Khờ hả? Em đang ở đâu vậy? Về nhà nói chuyện nhanh gấp. Ủa? Tỉnh rồi hả cha? Tưởng đâu tốn tiền làm đám cho ông rồi chứ. Để lát tôi gọi tôi hồi lại bên ban hộ niệm. Gì á? Ủa? Ở đâu hả? Nhà tôi. Nhà tường chứ không phải nhà giấy có người hầu đâu. Khỏi lo. Ủa? Của ba tôi đó. Hên là ông với ổng cùng cỡ mới cho ông mượn được đó. Mà sao tự nhiên tôi ở nhà ông vậy? Dạ thưa cha, cha nhậu xỉn, cha lọt cái sông á. Hên thằng Khờ nhảy xuống nó cứu á nghe. Không hên cái tên ông nằm trong danh sách hội ma gia miệt vườn rồi đó. Thằng Khờ cứu tôi hả? Ừ. À đúng rồi, tôi nhớ người yêu quá, tôi nhậu. Tôi nhậu giải sầu á. Không có ai như ông á. Hở chút người yêu, hở chút người yêu. Quý chó còn hơn là quý gái nữa. Không ai đặt tên chó, đặt tên hương đồng cỏ nội á. Ai nghe không muốn bắt. Mà nữa kêu chó giống như kêu người thân mình vậy đó hả? Nội ơi, nội ơi. Nội à.
thùng quá. Nội là bà nội gác con chó, đặt kêu là người yêu ơi chứ ai kêu bà nội. Tụi nó nghe là làm ơn kiếm con chó khác về nuôi cho có tình cảm lại đi ha. Không chừng giờ người yêu ông nằm kế bên cái nồi mà củ riện lại sợ ớt rồi đó. Không có đâu, người yêu tôi giờ vẫn còn bình yên vô sự á. Tôi tin xã hội này còn nhiều người tốt lắm. Đúng rồi, xã hội này có người tốt kẻ xấu hiểu không? Có điều là ông gặp toàn người xấu không à. Ông vô duyên quá. À, chân thần ATM. Người yêu của anh nè. Người yêu của tôi. Nhớ mày qua ương đọc có nổi. Ủa khờ, kiếm đâu răng chó cho ổng hay vậy? Khờ chứ sao mai đi lòng vòng kiếm quá trời không ra. Cái đi đại lên mấy cái quán mà hôm bữa anh Sơn Thùng hay ngồi nhậu á, lên thì nó nằm ở trên đó. Ảnh á nhậu say xỉn xong rồi để quên chó chứ đâu có ai bắt con chó của ảnh đâu. Ê, vậy coi chừng hên là chủ quán nhậu của ông ăn chay nha. Chứ không thôi là... Cảm ơn Khờ nha. Vậy mà chú ba nói Khờ là người xấu á. Ủa, chú ba nói vậy là có ý gì? Khờ đâu có biết. Tại vì ông có một cái bí mật á. Bí mật gì? Sắp tới nè, đâu có một số tiền rất lớn. Mọi người muốn biết không? Không lẽ không? Đi theo tôi. Đi. Đi. Anh đánh em nữa hả? Em khổ quá. Bây giờ em làm gì em mới hết khổ hả anh? Chồng em nó đánh em giống như là đánh kẻ thù vậy đó. Má khổ mạng này. Em không biết sao mà em lấy người chồng như vậy. Hay là bây giờ em chết thì em mới hết khổ đúng không? Em nói cái gì vậy? Thì em cứ mạnh dạn ly dị nó đi. Không được. Chồng của em bây giờ đang giữ đoạn phim của em với anh. Bây giờ đưa cái đó ra tòa thì coi như là em mất quyền đứa con. Em không muốn sống xa con của em. Anh ơi, anh cứu em đi. Để anh tin. Chị hai rồi tới. Đi event rồi. Chị nói gì con không hiểu vậy? Bận đầm dạ hội đẹp đi event rồi. Bây giờ tí nghe con nói nè, con đang hỏi là anh hai chị hai đang làm cái gì? Ta nói mà coi nè, con này nó bận đầm dạ hội, nó đi event sang trọng lắm. Bây giờ tí đừng có đọc báo nữa được không? Đi bây giờ event. Con muốn chia đất. Đi event mà bận đồ sang trọng vậy là tốn tiền dữ lắm luôn. Thiệt chứ? Ủa có chuyện gì mà tụi trong tôi nghe chú ba la sùm vậy? Tôi sao tôi nghe rõ mồn một luôn á. Vợ có anh hai đây nè. Tôi muốn chia đất chia tiền. Cái gì? Chú mới nói gì? Chia đất chia tiền. Ủa cái nhà đang sống yên ổn, tự nhiên chia gì chi? Tôi cưới vợ. Trời ơi, tôi đã nói chú bao nhiêu lần rồi, chú cứ cưới vợ đi. Rồi lúc đó cái chuyện đó mình tính sao? Anh nói kỳ vậy, nay tôi không có tiền làm sao tôi cưới vợ được nay. Ủa rồi bây giờ chú dắt vợ chú về đây chưa? Có người để cưới chưa? Hả? Giới thiệu tí chưa? Giới thiệu tôi chưa? Giới thiệu chị hai chưa mà đòi cưới? Cưới ai? Thì ai cái gì? Chị của tôi. Chị đất chị tiền cho tôi đi. Nhỏ nhất nhà mà hỗn láo. Anh có nói chuyện với Tí rồi. Nhưng mà em sợ quá. Em sợ cái gì? Chồng em nó hù em. Là nếu bây giờ em bỏ nó là nó không để cho mẹ con em yên đâu. Anh ơi,
Em chỉ muốn bỏ chồng em thật là nhanh để em đến với anh thôi. Anh cũng đã nói chuyện với Tía rồi. Anh nói Tía anh chia đất đai cho anh, sau đó anh sẽ bán một miếng, đưa tiền cho em để em đưa cho thằng khốn nạn đó. Anh tốt với em quá. Lại, anh muốn lấy em làm vợ. Nhưng mà em là gái đã có chồng, rồi có con nữa, không biết là gia đình anh có chấp nhận không. Chuyện hạnh phúc là chuyện của anh, anh mới là người quyết định. Bây giờ anh lớn rồi, không ai xen vô chuyện này được hết. Con Quý Cây, tao đã nói với mày là đủ tiền rồi, kêu mày tránh xa thằng già này ra. Nhưng mà mày cãi tao, cứ đu bám theo nó. Mày có biết máu ghen của tao lên tới não rồi chưa? Anh bị khùng hả? Ghen tuông gì đây? Mày im. Còn thằng già này nữa, mày tránh xa vợ tao ra. Tao chết mẹ nó. Ê, chú Ba kìa. Má, chú Ba, chú Ba. Ê, chú Ba, chạy, chạy đi. Chú Ba, cháo còn nóng nè, ăn đi, rồi uống thuốc cho mau khỏe nha. Nhớ uống thuốc á, bác sĩ phải dặn uống thuốc đúng giờ, đừng có mà ý đi, mang họa cho người nữa. Quỷ khốn nạn nó dám đánh tôi, tôi không có bỏ qua chuyện này đâu. Nó quýnh bụp con mắt, sưng cái miệng rồi mà vẫn còn hung hăng được, thấy thiệt. Mà tôi nói thiệt chú Ba, con Lại á, nó có chồng có con rồi. Chú qua lại lăng nhăng với nó, chồng nó ghen, chồng nó đánh là phải rồi. Bây giờ chú mà có đi mà lớn chuyện đi, người xấu hổ là chú đó. Mà tôi với Lại thương nhau. Nè, nó bậy nha, ăn bậy chứ không được nói bậy, nghe chưa? Người ta có gia đình rồi, thương là thương sao? Trước sau gì Lại cũng ly dị à? Cái chuyện ly dị đó là cái chuyện mai sau. Còn hiện tại bây giờ là người ta là vợ chồng hợp pháp, có hôn thú. Chú nhảy vô chú phá nát gia đình người ta như vậy, người ta kiện chú là chú đi tù một công đó. Mới là tù một công. Sao không đi tù một công? Không nghe nói hả? Chi quyên rẻ thí, giống như đốt người kiện chùa. Đốt chùa không đi tù hả? Anh hai anh có lộn ai anh hai? Tôi quen Lại, tôi đâu có quen con Quyên con Thúy gì đâu anh hai. Nói gì? Ôi. Cái câu chi quyên rẻ thí là cái câu của ông bà xưa nói. Tự nhiên con Quyên con Thúy nào đâu đây? Nhưng mà nó cái chuyện đó kiểu của tôi, đừng có chen vô được không? Mà chú Ba, tôi nói thiệt nha, con Lại á là đàn bà phụ nữ có chồng có con, mà còn qua lại với một người đàn ông khác như vậy hả, là đàn bà sao không có được. Chị nói vậy chị hay, chị không có biết gì chị đừng có xen vô. Nhưng mà nha, chuyện của tôi nha, để tôi giải quyết. Nè, chú không có hổn hay chưa? Bây giờ vậy nè, giờ có hai vợ chồng anh hai chị hai ở đây đó, vô nói chuyện với Tía đi, chia của cải, chia tiền chia bạc đi, để tôi cưới vợ. Tôi già rồi. Thế... càng nói càng mất dạy. Tôi mất dạy cái gì? Không mất dạy sao được, Tía còn sống sờ sờ vậy. Thôi, chia của cải là chia sao? Bây giờ không có tiền làm sao tôi cưới vợ? Nè, chú có vợ đi, tự khắc cái gia đình lo chú có tiền. Anh ai nói vậy mà nghe được, phải có tiền người ta mới có vợ chứ. Nè, tôi nói cho chú biết, chú có vợ đi, tự khắc sẽ có tiền. Nói gì nghe ngộ vậy, không có tiền sao có vợ được? Không, chú không, bà chú không được nói tía bà không. Không sao đâu ba, đã có tụi con bảo vệ ba rồi. Phải con tâm đây. Có lẽ con ông hàng xóm không bao giờ nói chuyện với ba được câu thứ hai á. Chú Út, chú hãy coi clip này đi, chú sẽ biết trắng đen như thế nào. Chú đã biết chú đã đi xa như thế nào chú Út à. Đưa cho anh. Cái gì vậy? Ai biết, đưa tao mà. Thank you.
Làm gì mặt chầm dầm vậy? Tôi nói rồi, tôi không muốn thấy vợ mình đi bên người đàn ông khác. Ủa có bị khùng không? Kế hoạch đang ngon lành. Sao tự nhiên dở quẻ làm sao? Hả? Ông có biết là ông hứa cho tôi 500 triệu không? Bây giờ chỉ đợi ông già bán đất nữa thôi. Rảnh quá. Đã nói lấy được 200 triệu đủ rồi. 200 triệu nhầm nhỏ gì? Đất đai nhà ông mênh mông, tự nhiên chén cơm đang ngon lành đập đổ làm sao? Tôi nói rồi nha, cô có biết thấy cảm giác mà vợ mình đi với người đàn ông khác không? Rồi sao? Muốn tiền không? Mệt quá đi, đi về. Lèm bèm hoài. Kêu lên đây đón. Đón là đừng có chửi, mà chửi thì đừng có đón. Đó, thấy chưa? Tôi nói mà không tin tôi. Mấy người này gian quá à. Vậy là chú Út bị gạt rồi. Về báo cho anh Đạt biết để giải quyết đi. Đúng rồi, về báo cho anh Đạt đi. Sự thật nó là vậy á chú Út. Lại không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Lại không thể nào đối xử với tôi. Cúp điện rồi, vô quạt cho ông nội nha. Dạ. Chú có một chuyện chú đi chút. Dạ khờ vô liền. Sao mai chồng đi nha. Dạ. Ý của em á là những người mà không có nằm ở trong hộ khẩu là người lạ, là mấy người đó là lấy tiền á, ý em là vậy á. À, em xin lỗi anh hai chị hai. Cái này là chú Út không có ý gì nha. Hình như là con có vô phòng của ông nội đó. Sao khỏe chưa? Ráng mà tịnh dưỡng nghe không? Tía ơi, 200 triệu của tía do con lấy. Thật ra thì cả nhà đã biết hết chuyện rồi. Mọi người đang nghi ngờ gì nó luôn. Ai? Thằng khờ. Thằng khờ hả? Chính vì nghi ngờ thằng khờ nên nó buồn, nó bỏ nhà nó đi. Alo, khờ hả? Em đang ở đâu vậy? Về nhà nói chuyện với anh gấp. Anh Đạt chờ khờ tí xíu nha, khờ đi công chuyện cái khờ về liền. Anh Đạt tin khờ đi, khờ không ăn cắp tiền của ông nội. Anh không tin mày thì ai tin mày? Em đã sống chung với anh không biết bao nhiêu năm nay rồi, anh thừa biết bản tính mày như thế nào mà. Em chỉ khờ thôi chứ không có tham lam. Dạ anh khờ, cảm ơn anh Đạt. Với lại như vậy, mọi người trong nhà cứ yên tâm đi. Từ bữa mà con nghe thằng khờ có nói nhà có trộm, con đã bí mật lắp camera trong phòng của ông nội. Ủa,
hả? Bây giờ mình chỉ cần xem là camera là biết thủ phạm là ai liền. Thấy chưa? Con đã nói mà mọi người không có tin con. Thằng khờ nó không làm những chuyện như vậy. Vậy mà ai cũng nghi ngờ nó hết. Đó, bây giờ trắng đen rõ ràng rồi kìa. Trời đất ơi là trời. Không bao giờ Tía tin được là thằng Út nó đối xử với Tía như vậy. Ông nội ơi, vậy là khờ được vinh quang rồi. Khờ, khờ cảm ơn ông nội. Cảm ơn Tía. Cảm ơn anh Đạt đã tin khờ. Đúng rồi đó. Chỉ có ông Út là trâu già khoái gặm cỏ non mà bị cỏ non nó lừa đó. Ủa bây giờ chú Út đâu rồi ông nội? Hồi nãy nó về đây nó gặp nội. Nó đòi chia nhà cửa đất đai tài sản. Không được. Nó giận nó đùng đùng nó bỏ nó đi rồi. Chết cha rồi. Anh Đạt đi giết khờ đi. Đi đâu? Có chuyện rồi. Ê chú Ba kìa. Chú Ba. Ây da. Rồi không lẽ mình để yên chuyện này sao Tía? Thôi, mất rồi thì bỏ. Coi như cái số tiền này đó là con mua một cái bài học kinh nghiệm quý báu. Con thấy có lỗi với gia đình mình quá. Đời người có nhiều luật lắm, nhưng mà quan trọng nhất là luật nhân quả. Luật pháp thì cần phải được điều tra, thu thập chứng cứ. Nhưng mà luật nhân quả nó tới lẹ lắm. Người nào mà làm quấy, sống ác thì thế nào cũng lãnh nghiệp báo. Mình thì ráng sống phải để mà gặt trái lành nha con. Anh hai chị hai con đó nó làm ăn giỏi. Nó có tiền, có nhà ở trên Sài Gòn. Sao? Buồn hay không? Nghe Tía nói nè, từ nay trở đi Tía giao hết cái nhà thờ tổ này cho con. Tía, nghe Tía, giữ cái nhà thờ tổ này làm ăn cho đàng hoàng, rồi kiếm một cái người nào đó coi được được đàng hoàng thì cưới hỏi người ta về. Đàn bà không cần đẹp mặt mà đẹp cái nết. Tôi thấy mấy đứa nó chuẩn bị cái gì ở ngoài trước đó coi vui quá kìa. Đi ra với tụi nó đi. Ừ. Trời ơi, tôm mà hấp với bia Bivina á là ăn ngon không chê như đâu được luôn á. Ngon lành, vị ngon khó cưỡng thiệt. Bây giờ mà có thêm đậu phộng tân tân nữa, chắc ngồi nhậu tới sáng không biết xỉn luôn á anh Đạt. Thôi lo làm đi, làm tới món nào nói tới món đó. Nhà mình ơi, nhà mình ơi, đi nhậu là phải hùng luôn nha. Hùng hai thùng bia luôn nha. Trời dữ à. Hai thùng uống hết đâu mà đi hai thùng dữ vậy. Anh đạo diễn này chơi lớn dữ. Để có nhà đầu tư cho tiền làm phim hiểu không? Anh khi nào mà anh làm phim á, anh nhớ cho em một vai nhỏ nhỏ nha. Anh cho em vai nữ chính luôn. Anh nói thiệt hả? Ừ. Trời anh khờ, anh cho em vai nữ chính nữa. Nè, mà trước khi nhận vai là phải cảm ơn nhà đầu tư nha. Nhà đầu tư là ai vậy anh? Kìa. Anh chứ ai. Biết sao không? Phim này á là anh nói về hãng spa của anh. Anh thấy em rất là hợp cái vai chính, vì sao da mặt em đẹp. Tự nhiên là phải đứng tên thương hiệu cho anh. Trong phim này em đóng vai một cô gái xinh đẹp, mang tên là Gà. Yeah. Giỏi, anh Đạt giỏi. Anh đạo diễn, chưa có nam chính đâu đúng không? Cho khờ đóng nam chính đi. Rồi muốn đóng vai gì? Thì sau mai đóng vai gà mái, khờ đóng vai gà trống. Cái đó qua Nhật đóng nha. Ừ. Phim ta không có vô cục tác bậy bạ được nha. Khờ giỡn á, chứ cho khờ làm trợ lý
xách quần, xách áo, ăn uống, xách nước, xách giày cho nữ chính là đủ rồi. Ba, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Ba đi từ từ coi chừng té đổ đồ ăn bây giờ. Mày không phụ được tía mày cái gì đó. Bây giờ gấp đá phụ ba nè. Ây cha, mấy đứa đồng vui quá. Dạ. Con tính dọn dẹp xong mới ra mời ông nội. Ông nội nào ngồi đây luôn. Cho nội tham gia chứ nha. Dạ. Ông nội muốn tham gia đúng không? Phim con cho ông nội một vai luôn. Trời ơi, tài tử luôn hả? Thôi không dám nhận đâu, tài tử đóng phim khó lắm á. Tham gia cái vụ này là được rồi. Ông nội, ông nội uống có xỉn đó. Rồi đừng có bắt hờ cổng đi lòng vòng bút chỉ ở ngoài ruộng nha. Cái thằng mày nhắc hoài mày. Rồi rồi rồi, rồi. Trời quá. Chào cả nhà. Em với người yêu của em tới nhậu chung vui à. Ê bay, sao mâm nào cũng có mặt bay chơi vậy cưng? Cái gì đâu, ngày vui em với người yêu của em qua chơi. Ủa ngay đây người yêu hả? Chơi nữa kìa. Khoan ngồi chờ khờ tí xíu. Khơi bỏ hai thùng bia xuống để anh ngồi xuống mất tiêu không thấy đâu. Tía chó anh ta hoài. Rồi bỏ xuống đó đi con. Rồi đây anh. Cảm ơn. Rồi xuống. Anh Trân Thùng, người yêu của anh Trân Thùng cho khơi ẩm miếng đi. Bữa giờ lâu quá không được ẩm. Được được không? Được mà, nhớ nhớ nó. Ý. Dạ. Nó là chó đực. Hiểu nè. Biến thái không chơi. Nè nè, thôi thôi bây. Khờ khờ con. Dạ. Nè thôi giờ nghe ông nội hỏi. Khờ, năm nay mày 18 chưa? Khờ hơn 18 tuổi, lâu lắm rồi, khờ già rồi. Cứ vậy hả? Dạ, đúng rồi. Vậy là lấy vợ được rồi. Dạ. Thấy không? Ừ. Nè, giờ tới nhỏ này, con 18 chưa? Dạ, con hơn 18 rồi ông nội. Ừ. Vậy là có chồng luôn được rồi. Đây nè, bình tĩnh nghe ông nội nói câu này là quan trọng. Tao thấy cái tướng hai đứa này đó là nó có cái tướng phu thê hiện ở trên mặt. Trời ơi, vậy luôn hả? Thấy được đó nghe. Ông nội nói chi làm cảm giác ngại quá. Mắc cỡ gì, anh thấy tụi em cũng dễ thương. Hay á, hai đứa tiến tới với nhau đi. Anh đi 40 triệu. Yeah. Anh Đạt đi 40 triệu luôn. Sao ít quá vậy? Trời ơi, anh nói nó khờ đâu trời. Anh đi 50 triệu. 50 triệu. Nhưng mà đám cưới anh đi lại 100. Trời ơi. Nè nè, nói nghe hay lắm. Mà cái thân của mình là không biết lo. Năm nay coi nhiêu tuổi rồi mà mày ở cu ki vậy hoài, mày không chịu lấy vợ mình nói nội nghe. Trời ơi tía ơi, tía lo quá, ai mà thèm lấy nó. À không phải ông nội không hiểu con, tại con là đàn ông, con đặt sự nghiệp là trên hết, con xác định là con phải có sự nghiệp thật là vững vàng xong mới có vợ, không giống như ba con có vợ sớm sự nghiệp không đi tới đâu hết. Tổn ca mày, mày nói ba mày vậy? Trời ơi, nói con mà nó nói con vậy đó. Anh Đạt không có nói giỡn đâu, ảnh nói thiệt á. Thà này nó trọt, châm dầu vô lửa. Thôi, 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 đây, 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 bây giờ là nội nói cái này là thiệt tình với con nghe không? Dạ. Tao nghe ở bên cái làng bên kia kìa, có dạ. Cái con nhỏ coi được lắm. Được gái, được tánh, được nết. Dạ, không? Dạ. Có gì đó ông nội lập mai lập mối cho con. Nó tên là Lâm... Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi, nghe cái tên Lâm Vĩ Dạ tự nhiên nổi hết cái da gà. Cái tên nó hay quá vậy. Con sẽ tìm một người con gái tên Lâm Vĩ Dạ và chinh phục trái tim cô gái ấy. Đẳng đẳng cấp mà. Vậy rồi, thôi mọi người mặc dập tiệc đi. Đúng rồi. Rồi. Nãy giờ nghe nói chuyện vợ chồng mà trong khi bao tử chưa có đồ ăn nè. Ừ, ăn đi. Chú Út. Chú vui rồi. Chú vui rồi hả? Chú vui rồi. Thầy khỏe rồi anh hai. Khỏe rồi tía. Thì thiệt nghe lời tía là ba cái chuyện tình cảm vặt vãnh bỏ qua hàng bên. Dạ đúng rồi. Chú ba phải nhớ gia đình là trên hết. Dạ đúng rồi. Chứ giờ chủ yếu là gia đình mình thôi. Ba cái chuyện tình cảm vặt vãnh em bỏ qua vai luôn. Thôi, người phụ nữ không xứng đáng với mình thôi, mà nữ không xứng nữa. Đáng. Dạ. Bây giờ cầm ly, nâng ly lên. Dạ. Mà khoan, từ nãy là tía nói cái số phu thê đúng không? Đúng.
con thấy thằng Thùng nó có số phu thê nè. Cái mặt nó giống y chang luôn á. Trời ơi trời. Ôi cái cặp này cưới nhau là giàu to luôn á. Ông này. Rồi, góp bên đứng lên. 1 2 3. Vô. Sao Mai biết thì sao anh Khờ hẹn sao Mai ra đây không? Sao vậy anh Khờ? Sao Mai nhớ ông nội nói gì trong buổi tiệc không? Sao Mai nghĩ sao? Sao Mai có thương anh Khờ không? Em có. Anh Khờ cũng thương Sao Mai nhiều lắm á. Sao Mai có đồng ý cho anh Khờ lo lắng chăm sóc cho Sao Mai trong khoảng thời gian còn lại không? Anh Khờ thương Sao Mai nhiều. Em ơi đâu thành giờ đây cô đơn phải không? Cùng anh về bên dòng sông hòa tiếng ca đón đưa câu hò. Anh đang mong cầu trời cao cho ta quen biết nhau để ta biết hẹn thề sức nặng về làm dấu. Quê hương anh có hai mùa mưa nắng, có bờ đê bên bờ bên lỡ phù sa. Thấy thương cô nàng đôi giày cao gót da trắng, lỡ theo anh về chuyện thương chịu khó như người ta. Người ta gọi anh thằng Khờ hỏi tại sao, rồi nay trở trội khờ mơ mộng có làm sao. Không để yên vui thì giấc mơ có là bao. Nghe tiền người luôn giật chắc nhưng mà tình cảm và nhân phẩm từ sâu thẳm là rất là giàu. Cứ yêu thương người dù ngày qua